Thượng nghị sĩ Ted Cruz nói là ông Biden bị nhiều người của đảng Dân Chủ khống chế. Và chúng tôi cũng đã từng đề cập đến những cái ý kiến suy đoán rằng là ông Obama hoặc là bà Nancy Pelosi đứng đằng sau điều khiển ông Joe Biden. Tuy nhiên ngày 1 tháng 4 trên đài Fox News, thượng nghị sĩ của tiểu bang Texas là ông Ted Cruz lại nói rằng ông Biden hiện đang bị các thượng nghị sĩ và dân biểu cấp tiến là ông Bernie Sanders, bà Elizabeth Warren và bà Alexandria Ocasio-Cortez khống chế. Trong cuộc phỏng vấn thì ông Ted Cruz nói rằng ông Biden đã gây ra cuộc khủng hoảng biên giới mà chúng ta đang được chứng kiến ngay bây giờ bởi những hành động về nhập cư của ông trong tuần đầu cầm quyền. Và đó là một cái ví dụ về sự thất bại mang tính đảng phái cực đoan của chính quyền ông Joe Biden. Thượng nghị sĩ Ted Cruz nói là ông Biden đã đưa ra sự lựa chọn kỳ lạ là xoay trục về phía cực tả và ông nghĩ ông Biden đã bị khống chế bởi ông Sanders, bà Warren và bà Costes. Ông Ted Cruz tiếp tục lên án ông Biden đã xóa bỏ nhiều chính sách của cựu Tổng thống Trump, trong đó có cái chương trình ở lại Mexico, tức là giữ những người tị nạn ở nước láng giềng trong khi chờ đợi được tòa án nhập cư Hoa Kỳ giải quyết. Động thái xóa bỏ các cái chính sách của người tiền nhiệm một cách cực đoan của ông Biden đã dẫn tới kỷ lục người di cư kéo đến biên giới Hoa Kỳ và Mexico trong vài tuần gần đây, trong đó có nhiều trẻ vị thành niên không có người lớn đi kèm, làm quá tải các cái cơ sở tạm giữ người nhập cư bất hợp pháp của cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới Hoa Kỳ, gọi tắt là CBP. Ông Cruz cũng nhắc lại chuyến đi của ông và 20 thành viên khác của đảng Cộng Hòa, trong đó có thượng nghị sĩ Tom Cotton, đến biên giới phía Nam hồi đầu tuần trước và đã chứng kiến cuộc khủng hoảng và thảm họa nhân đạo do con người gây ra tồi tệ nhất trong vòng 20 năm qua. Ông nói là ông đã từng đi đến biên giới nhiều lần trong khoảng 10 năm qua, nhưng mà chưa bao giờ thấy nó ở vào cái tình huống gần với điều tồi tệ như hiện nay. Trước đó thì ông Cruz cũng nhiều lần kêu gọi chính quyền ông Joe Biden là hãy thừa nhận thất bại và áp dụng lại các cái chính sách mà cựu Tổng thống Trump đã làm trước đây, cũng như là tiếp tục cái việc xây dựng bức tường biên giới. Ông khẳng định là cái giải pháp cho chính quyền ông Joe Biden xử lý khủng hoảng biên giới hiện nay rất đơn giản, chỉ cần tái thực hiện lại những cái chính sách trước đây và tiếp tục xây dựng bức tường biên giới là sẽ giải quyết được ngay vấn đề rất là dễ dàng và rất là gọn lẹ. Trong 100 thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ thì chúng ta biết là ông Ted Cruz là người thường xuyên chỉ trích chính quyền ông Biden và lên án mạnh mẽ về cái vấn đề khủng hoảng tại biên giới, bởi vì ông ấy có trách nhiệm với người dân và nhiều và cũng như là nhiều cái vấn đề khác tại tiểu bang Texas. Trong đó cái việc là di dân lậu chọn ở lại tiểu bang này nhiều hơn là di cư sang các cái tiểu bang khác. Vì tiểu bang Texas, quý vị biết là nhà cửa rẻ, rồi vật giá rẻ, rồi cũng như là người di cư thì dễ dàng tìm được những cái công việc mà gọi là lao động chân tay. Và chúng ta nói không thể nói qua được cả nắm, nhưng phần lớn những cái dạng lao động này là gánh nặng cho xã hội. Bởi vì có thể là họ không có việc làm, hoặc là họ làm những cái công việc lao động chân tay và nhận tiền bằng cái nhận tiền mặt. Thế là họ được liệt vào cái dạng là thu nhập thấp hoặc không có thu nhập. Thế là họ sẽ xin trợ cấp, xin các cái loại phúc lợi xã hội. Mà như đó như vậy thì ai là người chịu trách nhiệm? Chính quyền tiểu bang Texas phải chi trả cho tất cả những cái thứ đó. Đó là lý do mà những người thuộc đảng Cộng Hòa tại tiểu bang Texas phải thường xuyên lên tiếng về cái vấn đề này, thưa quý vị. Thưa quý vị, là ông Biden đó, trước đây nhiều người chúng ta hay nghĩ là ông ta đúng, ông ta chậm chạp. Nhiều khi ông ta tuyên bố linh tinh, có những câu vu vơ rồi tỏ ra khu khờ. Tuy nhiên, coi chừng ông ta cao cơ đó, là vì ông ta bảo là có thể, thưa quý vị thấy không? Nếu cái năm 24 ông sực vai, ông vẫn tiếp tục làm nữa mà. Thành ra biết đâu ông là cái nước đi của ông ta. Nhưng ông ta có cái hay là ai nói gì nói, tôi cứ gầm mặt tôi làm việc. Quý vị thấy một ký ảo ảo, bao nhiêu sắc lệnh, không cần biết là cái sắc lệnh đó bao nhiêu gia đình tan nát, mất việc làm. Đó, cái Keystone là biết bao nhiêu gia đình tan nát. Người ta đã làm, người chồng đã làm những công việc đó, người chồng, người cha đã làm trong bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu thập niên. Tự nhiên ông không quan tâm, tức là giống như người ta có cảm tưởng ông thi hành một số cái lệnh ở đằng sau đó. Cứ làm thôi, còn ngoài không cần biết cái phản ứng, không vô cảm, không cần tình cảm gì cả.
không cần nghĩ gì đến người dân bị những cái gì. Rồi quý vị thấy ông cứ im im, rồi vấn đề ông đang đi đến cái tiền thì ông cứ âm âm ỉ quay đó, rồi từ từ sẽ lấy bao nhiêu tỷ đó, lấy hoài bây giờ sắp 2-3 ngàn tỷ đó còn đang deal với nhau. Rồi quý vị thấy ông đưa ra cái SR1 đó, nó sẽ đi đến, nó cũng sẽ đi đến thông qua. Quý vị thấy ông âm thầm làm, có nghĩa là ông ta không quan tâm ở ngoài nói gì, nhưng mà ông ta lầm lũi ông ta làm, cho nên người ta mới nói là đúng, có thể là ông ta phải thi hành những cái mà người ta đã quy định, có những cái lệnh by order là ông cứ lên là ông làm cho tôi kịch kịch đó. Và quan trọng nhất là đảo ngược tất cả những cái gì của ông Trump, coi như có những cách giống như trả thù, quý vị thấy không? Chính vì thế mà như suốt thời gian vừa rồi quý vị thấy rất nhiều điều vô lý. Rồi giáo viên thì bây giờ lại được dạy cho đến những cái trung tâm di trú, nó dạy cho những học sinh di dân lậu, trong khi 130.000, ta nói 130.000 học sinh bây giờ đang ở San Diego chưa được đi học lại, hoặc là học lại phần nào đó thôi, hoặc là hybrid là học mấy ngày online, mấy ngày ở nhà. Ý chúng tôi nói là chính cái dân thường muốn đi học thì các nghiệp đoàn giáo chức kiếm cớ và chưa chịu, nhưng mà trong khi họ lại sẵn sàng họ bay đến. Bây giờ những cái người tị nạn như được giải khắp nơi nha quý vị, họ tính nhiều tiểu bang lắm chứ không phải là nguyên những tiểu bang biên giới đâu. Bởi vì họ tính thế này này, người ta những nhà nghiên cứu họ nói là có thể họ nhìn đường xa, tức là những người này có thể trong 2-3 năm tới này chưa là cử tri, tuy nhiên họ cứ đến đó để mà cái dân số đó họ nhìn xa. Quý vị nhớ là lâu lâu nó vẫn phải làm lại cái phân vùng đó, thì cái tiểu bang nào mà nhiều dân thì tất nhiên quý vị sẽ được nhiều cái phiếu đại cử tri đó, phiếu cử tri đoàn, chính là cái điều vừa rồi mà chúng ta quan trọng nhất, là cái đó mới là quan trọng, và cuối cùng nó kết quả thì chiến thắng. Còn cái phiếu phổ thông đôi khi nó không quan trọng bằng cái cử tri đoàn, thì họ sắp xếp những người này này sẽ về những tiểu bang đó, và cuối cùng tiểu bang dân chủ, và cuối cùng khi dân số nó đông lên đó thì họ sẽ có cái lợi về mặt đường dài nữa. Đó là chưa kể nếu những cái đạo luật dễ dãi thì họ có thể họ gian lận ngay những cái kỳ bầu cử tới, mình chưa biết được, nhưng mà nếu ý chúng tôi muốn nói là nếu đường dài thì họ vẫn có lợi, bởi vì khi dân số tăng lên có nghĩa là cái phiếu đại cử tri ở cái tiểu bang đó được gia tăng, đó là cái tính toán của họ, thưa quý vị. Và anh Ngọc Trọng nghĩ gì khi mà thượng nghị sĩ Ted Cruz nói là ông Joe Biden bị khống chế bởi ông Bernie Sanders, đúng, bà Elizabeth Warren, bà và bà dân biểu Cortez? Bà Cortez này thì quý vị nhớ là bà ta gốc chỉ là một waitress thôi, tức là sửa bia trong nhà, nhưng mà bà ta đã bằng một cách bà ta lên được, và bà đúng bà này thì rất là nể phục ông Bernie Sanders và đi theo con đường kể như là triệt để đó. Thì bây giờ mình cũng thấy rõ ràng có thể ông Biden ông phải làm những cái thỏa hiệp ngay cả khi ông lên, những người kia mới để cho ông trong những năm tranh cử, tại vì quý vị thấy rõ ràng về sau á, lúc đầu là găng lắm, cái tự nhiên ông Bernie Sanders coi như thụt ra phía sau nhường. Giống như ngày xưa đó, quý vị nhớ về sau tài liệu cho biết đó, chú Linh biết là trong lúc mà bà Clinton nhường cho Obama, tại lúc đang găng lắm quý vị nhớ, mà lúc đó nói thật là bà Clinton tên tuổi hơn, tại vì ông Obama cũng mới xuất hiện đây thôi, mới chỉ làm thượng nghị sĩ thôi. Nhưng cái nhường đó phải 10 mấy triệu đó, vì sao cái nhân vật ở trong mà chúng ta có clip đó, nói rõ ràng vậy. Thế dàn xếp họ vì tiền rồi nhường nhau, và vì bà chắc ăn, có bà cứ tưởng là cái đợt sau bà sẽ tiếp tục đó, tôi nhường cho ông thôi rồi từ từ tôi cũng lên, đó là tính với nhau như vậy. Nhưng không ngờ có những cái mình tính nhưng mà không bằng trời tính đó, nó mới ngược lại và thì nó mới đảo lộn tất cả, thưa quý vị. Bà Clinton không ngờ là đã thua đau đớn đó trước cựu tổng thống Trump, phải không ạ? Đúng. Và cái bà Cortez này thì chúng ta nhớ là khi mà cựu tổng thống Trump đương nhiệm thì bà ấy rất là nhiều lần lên tiếng chỉ trích về các cái vấn đề biên giới, nhưng mà bây giờ nó tồi tệ hơn trước đây gấp 2-30 lần, nhưng mà bà ấy hoàn toàn im lặng, không có dám mở lời nói bất cứ một cái điều gì.